nay mình chỉ cho bạn coi xem quy hoạch mô tả bằng online nha các bạn. Giờ đây là mình đang chiếu giống như mình thuyết trình cho nhà đầu tư mấy cái nhận được cái file này thì người ta mua đất sẽ quan tâm hơn tranh mốc giới của người ta, và người ta cũng biết rõ vị trí nằm như thế nào và cảnh quan như thế nào cái khu vực đó, thì cho nó được hình được 360 độ trong đó rồi. Bây giờ mình cho các bạn coi. Chạy vào. Đây. Đây là cái đảo Phú Quốc đây. Các bạn thấy không? Thấy cái điểm gì không? Đây nè. Đó. Quan trọng là cái này nè. Cái này là gì không? Cái này là quan trọng đây nè. Cái đây là những cái thửa đất đây được định hình nền đất của vệ tinh nhà, thấy không? Từ Tiên Chánh nè, giờ mình giới thiệu các bạn, đây là thửa đất này, giống như thửa đất này là thửa đất đây cần bán đây, mình bấm được các bạn coi, nó nằm ở khu vực này, thì đường Suối Đá Vàng này đúng không? Đấy là đường Suối Đá Vàng nè, đó, đường Suối Đá Vàng. Đây là khu Vân Lô, đây là dân có tự ở dân tự Vân Lô này nè. Cái phần mà cao cao này là cái phần này là phần thổ cư đó các bạn. Thửa đất này các bạn thấy nhìn ra không? Cái phần này vuông vuông nè, nó là thửa đất. Rồi, bây giờ mình cho các bạn coi cái chế độ xem phố. Đang cờ quảng cáo như này. Thấy rõ không? Đây thửa đất này thấy không? Đây đây nè, mình ngang góc đây nè. Góc này là 6 mét nè. Cái phần này là cái phần thổ cư nè, là cái phần chính giữa nè, cái phần màu hồng này là phần thổ cư nè. Con đường đó các bạn thấy không? Đây là Vân Lô nè. Các bạn coi quay luôn nè, nó trời chân mây. Đây là con đường đi ra đó các bạn. Đây là con đường ha, cái bên có nhà nha, cách một thửa là tới cái thửa này nè, nó tới cái thửa này nè, là thửa đất này đó. Các bạn thấy động cái mình thửa đất này thấy không? Cho trở lại cho bạn coi, thửa đất mình mời vừa xem là thửa đất đây nè, thửa vừa xem thửa này, giờ mình đo từ khoảng cách từ đây tới ra được bao nhiêu lâu nha các bạn, bao nhiêu xa. Đây thêm điểm bắt đầu từ vị trí đó, thêm điểm 2 mét,
Giờ mình đi đường thẳng đi. Đây là đường bê tông đó bạn. Tìm điểm. Đây mình ra tới lộ rồi nha. Mình xuống đó bạn. Tìm điểm. Thêm điểm. Đi một phát không ra tới tiếng chánh tới ngã tư luôn. Ngã tư bên chạm luôn. Rồi thêm điểm. Rồi đúng 1 km nha các bạn. Nó xong xoay xích 1 km nha các bạn. Là một mình sẽ tới từ đất ra tới ngã tư. Bạn thấy không? Đi theo là đi theo điểm nè. Đó, cái nét màu vàng này nè là cái đường nè, đo từ đất mà cho tới ngã tư được các bạn. Rồi mình kết thúc ở đây nha các bạn.